Rồi đó, như tụi em thấy đây là cái BBT số 3 của công ty chuẩn bị đi vào hoạt động. Thì cái chỗ tụi em đứng là cái sân. Đây là mình có cái lợi thế là cái sân này đậu xe hơi hay là nói chung là xào chẻ cái gì đó. Nói qua chút xíu về kiến trúc cái building này thì diện tích nó là nó ngang ngửa quận 12. Tại vì đây là cái building mà dành chuyên cho gym thôi. Dành chuyên cho gym, còn quận 12 nó còn có cái warehouse nữa. Ok. Cái mặt tiền bên đây nó thoáng hơn, nó tới 10 mét rưỡi lận, còn bên quận 12 là 8 mét rưỡi. Chiều sâu quận 12 sâu hơn, chiều sâu đây sâu không bằng. Ở đây là cái hầm xe. Hầm xe này nó phục vụ cho quá trình để xe thôi. Rồi sau tất cả những cái này nè, những cái máy móc đồ này nọ đó là sẽ trong tuần sau và tuần sau nữa sẽ đem lên ráp. Còn mấy cái thảm này là dư. Nó mấy cái thảm mà 15 triệu đó, thảm này là dư thì chỉ còn 7 làm tiếp. Và trong tháng sau đó là mình tập trung mình clean up tất cả mọi thứ. Cái này là cái quầy lễ tân nha mấy em. Tất cả đây là quầy lễ tân. Thì media tụi em coi chỗ nào nó thiếu quảng cáo thì góp ý. Nhưng mà nói chơi thôi chứ tao chỉ đạo hết rồi bay góp ý mẹ gì. Không. Rồi Hương em coi tuần sau á là phải triển khai team qua đây đó cho nó ngồi đây nó bán hàng với nó tư vấn membership trước. Thì trong tuần sau sẽ có đầy đủ cho tụi em hoạt động, đó là cái nhà vệ sinh và cái quầy này. Cái quầy này đã sắp xong rồi, còn nhà vệ sinh nữa. Thì giờ dự tính là mình opening vào ngày 10 tháng 10 nha. Ở đây là cái backdrop. Đây là cái backdrop. Rồi đây là những cái tù, những cái kệ này là để súp. Đó, đây là cái bàn lễ tân. Đem lại để sẵn nè. Tất cả những cái tủ này nè là hoặc là để hồ sơ, hoặc là để súp đó, trưng lên này nọ kia. Còn cái này kia là tủ kỹ thuật, tủ rắc. Rồi trong tuần sau nó sẽ đóng cái hệ kính ngay đây nè. Đừng có nhìn ông ẩu tưởng đâu kính mẹ rớt xuống dưới chết đó nha. Đó, kính. Khi mà kính như vậy chỗ này nó sẽ trống. Chỗ để trống mà anh nói tụi em là nhồi sọ là hệ thống đại lý BBT. Nhưng mà cái hệ thống đại lý BBT tụi em làm ở quận 12 thì nó tối quá. Nhìn nó không đẹp. Cái đó là mình in heel plush hay cái gì cũng được, hay là làm giống như mấy tấm hình ở bên Bình Tân á, là hình kính á, xong rồi ghép vô cũng được. Nên chỗ đó không được đẹp lắm, thì sau này chỗ bên đó nó sẽ hơi trống một tí. Trời ơi má ơi. Con thầu nó chơi câu điện này nó để cho cái quầy để tân hết. Rồi sẽ có một tấm kính cửa lắp ra đây để chống ăn trộm. Và đây là lối đi. Đây là lối đi mà khi đi vô lối đi này á thì đây là cái phòng yoga. Thấy không? Phòng yoga, phòng họp, phòng hành, nói chung phòng đó làm gì làm. Đó. Buổi chiều thì vô yoga nó sẽ ở đây. Rồi cái hai tủ ở bên trong phòng yoga là mấy anh thấy lạ không? Đúng rồi. Tủ để thảm, để đồ. Để thảm và để đồ. Tức là cái thằng làm kiến này á thì nó làm kiến này để cho mình trưng sản phẩm. Để trưng sản phẩm chứ không phải là kiến phản quang, cứ kiến phản chiếu lại. Cái này là backdrop. Cái này nó là một, nó còn một cái mảnh backdrop nữa là trên đó là để BBT yoga này nọ, nó ngồi này nè, không? Vậy là cái phòng này là thua rồi, kiến chắc lắp được miếng ngay đó. Rồi đây là phòng yoga, phòng họp, phòng hành, nói chung phòng gì cũng hôm nay làm phòng chứ có, tại chẳng qua giờ nó dư phòng, cái hệ tạ trên kia thì đâu hay nào bỏ đây được. Tức là khách đi vô á thì nó cái văn hóa của BBT nó thiết kế nhà đó. Thì ngoài cái BBT Bình Tân là nó quá nghèo thôi. Còn mấy cái BBT khác là bao giờ nó cũng phải có một lối đi như nè. Nó có sảnh như vậy. Nhưng mà khi mà qua quận 7 thì nó khác nữa. Qua quận 7 thì nó cái tầng yoga nằm ở chỗ khác. Nên cái này nó vẫn là lối đi, vẫn là trang trí pizza rồi quầy này quầy giết rồi home gym. À quận 7 có cái home gym. Nó kêu là cái gì ta? Showroom. À tất cả những cái máy home gym BBT nó sẽ nằm ở đây. Khi khách hàng đi ngang mình nhồi sọ người ta luôn. Đi vô là thấy home gym đó. Có tiền thì mua nha, còn không có tiền thì cứ nhìn. Cái này là mấy em nhìn nó xấu vậy thôi á, chứ bên Italy nó chơi hại vậy nhiều lắm. Bên châu Âu nó hay chơi đá cái kiểu vậy á, nó thể hiện cái gì đó tao không cho biết nữa, nhưng mà nhìn nó rất là châu Âu. Nhắc tới châu Âu là đá. Còn cái tầng này á là ở dưới đi lên xong là tới tầng Stretcherai, nó sẽ khác mô hình so với BBT quận 12 là Stretcherai này nó không có cardio. Máy này nó khiên lộn đó, tức là khi mà làm cho anh nó cứ đem một hình bên kia qua nó bụp thôi. Nó đem cardio đây để sẵn. Ở đây chỉ là máy Stretcherai thôi. Stretcherai ở bên quận 9 á là nó tinh hoa. Nó tinh hoa giữa dòng performance với dòng PA.
Nó không có, không có cái Vincenter nào nó ăn hết. Bình Tân với 12 đi ngủ rồi. Tại vì Bình Tân với 12 là chuyên là dòng performance. Vậy thì hỏi nè, performance với BA cái nào ghê hơn nào? Cái này không, hai cái này không có nào ghê hơn nào, mà này là sự bổ sung cho nhau. Đó, anh thấy dòng BA à. Cái dưới này nó còn di chuyển. Nó là cái sự freeway. Cái dòng performance nó không có được cái độ freeway này. Đó, thấy không? Anh tập như vậy nó sẽ rất là khác, gym nó chính là đời rồi. Nó rồi mấy em thấy mấy cái trụ cam cam ở kia không? Là nó sẽ ốp cái này lại nè. Ốp lại lại. Nó để thêm một cái dọc. Tức là BBT á là custom tất cả mọi thứ. Cái màu nhấn của BBT là màu cam, nên cái đó cũng phải màu cam. Đây là văn hóa sân vườn của BBT nè mấy em. Độ văn hóa sân vườn là văn hóa của các bạn ở đây nè. Kêu là văn hóa sân vườn. Lúc đầu á là các bạn người ta lỡ làm rồi, chứ không lỡ làm kêu bỏ mẹ luôn đi. Tại vì có cái bàn này á để làm chi, để an toàn, để mấy thằng khứa thất tình đó, nó đứng ngủ nó xô xô ở đây rồi kia đá này nọ văng. Xem cái bữa đó đâu, cái thằng thiết kế lan can nó đi quên uống olip để dặn ốc không có chặt á. Nó rớt xuống dưới nó chết mẹ nó dưới nữa thôi luôn. Và cái hay của BBT ở các tầng nó là cái này. Đó là cái wheel. Đó, mình tưởng tượng coi, lên càng cao wheel càng đẹp. Wow. BBT bên quận 9 nó là wheel trước wheel sau. Em muốn tận hưởng wheel trước á thì tụi em đứng ra lan can tụi em nhìn. Má ơi rước con đi học về hay gì đó. Còn mấy em muốn tận hưởng view sau á, em làm cái động tác em đi cái cầu thang thoát hiểm á, đi từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới để em tận hưởng. Em nhìn thấy cảm giác cái view sau. Mà nói về view về thành phố á thì BBT quận 9 này là còn tốt quận 7 nữa. Quận 7 nó còn bị một số cái nó cản không nhìn về trung tâm được. Còn quận 9 này là em nhìn thấy được landmark Bitexco hay là nhà quận 7 gì cầu Phú Mỹ gì đó. Thôi, mở ra. Không, ra rất là mát. Má ơi mày làm gì đâu mà mày không dọn thằng kia ha. Nhưng mà sau này cái cửa này tự đóng nha. Cửa này tự đóng chứ không để nó thoát lạnh thế mẹ luôn. Cái cửa này khi mà khách hàng nó mở ra một cái là nó đi ra xong tự đóng vô. Đó, rồi khi nó giống như toilet vậy đó. Rồi xong á, rồi đi vô tự đóng ra. Tụi bay nhớ ghi thiết kế với cái chữ nha mày. Ở trong đây nè, phải dùng chữ push là tức là đẩy. Hai song ngữ luôn nha, push đẩy, ở ngoài là pull kéo. Má chứ ở ngoài nó vô nó cứ bút bút không mà cho cái bà nó luôn. Lúc anh làm lan can này cũng sợ hơi thấp á. Anh thử cái anh trèo qua ra trèo được không? Má nói chung á, trên đời này nó khốn nạn lắm em. Có mấy thằng khứa nó thất tình, nó không chết ở nhà nó đâu. Nó không chịu chết ở nhà nó. Nó chạy tới chỗ nào có giá trị thương mại nó chết không à. Cái bóng đèn này thay nè. Cái bóng đèn này là không đúng. Bóng đèn kia là bóng đèn tròn để cho nó đẹp, chứ cái đèn này không đúng, đèn này pháo. Kiến này phải vệ sinh sạch, nói chung là nó còn hơi dơ. Một điểm rất khác ở những cái nhà vệ sinh kia, nó có cái sẩm này à. Nó khác so với hai cái kia. Hai kia nó không có cái này. Này nó có thêm khoảng này, nữ đi vô đây, nam đi vô kia. Cái này á, anh đổi thành màu vàng á, là cho nó khác một chút xíu. Cho nó khác một chút xíu so với hai cái kia, hai cái màu cam rồi. Còn về cấu trúc á, thì tụi em đi bơi, đi lội hay đi đâu đó mà nơi công cộng mà tụi em gặp cái này đẹp hơn anh trả tiền. Thì tuần sau nó giao thiết bị vệ sinh là triển khai. Và xong cái thằng nội thất kia nó làm xong ở dưới nó lên đây làm tủ. Tủ. Ở ngoài đây là nó có một đường ở đây, nó làm cái locker ở đây, nó tạo ra khoảng không ở đây nữa. Chứ không phải là trong đó không. Bên này cũng vậy, bên này là cái xông hơi nằm đây nè. Cái xông hơi nằm đây, cái vách nằm đây. Đi vô tạo khoảng không ở đây nữa. Tụi mày hiểu sao tao làm quảng cáo ngay đây chưa? Bởi mày nhớ tao kêu mày thiết kế mày gì đặt đâu mẹ từ lưa ở đây rồi kéo đây rồi kéo đây, lúc mà kéo qua nửa nhà đây rồi mày khùng khùng hả mày. Tao kêu mày đặt từ cái mí cột là cái mí này nè. Đó, nó qua trên này nè và nó treo trên cái đà nè. Tao viết tiếng Việt rất là rõ ràng luôn mà nó làm cũng xong nữa. Để làm chi? Để che lại cái khoảng không này nè. Khoảng không này nó mới nghĩa gì trên cái nô mỹ đình. Tất cả tại sao những cái kia để kính này làm gì? Để show up cái dàn máy tập Mỹ Đế. Đó, để cho người ta thấy được cái tinh thần tập luyện, cho thấy được cái dàn máy bóng bẩy, cho thấy được một cái nội thất sang chảnh. Để làm chi? Để từ đó mình làm giá trị thương hiệu. Còn cái này á, là cái nhà vệ sinh, cái toilet thì phải che lại là chắc rồi đó. Yes. Đó, che lại thì ở dưới tụi em nhìn lên bị này cản nè. Tất nhiên là vẫn thấy mờ mờ, nhưng mà nó vẫn là có một cái gì đó nó che cái tầm nhìn người ta. Rồi lên đây cái biển xuống tới đây nè, đúng không? Là người ta chú ý tới cái biển nữa, cái đoạn không gian này nó không có ý nghĩa gì hết. Nó tầng 2 nó là vậy. Đây là thiên đường cardio. Tất cả những phòng tập gym khác cardio đi chung với cái structure ride. Nhưng mà giờ bên đây nó rộng quá. Cardio để riêng luôn, cardio xong vô đi tè luôn. Thì máy chạy bộ nè, để đây một cái được hai cái wheel rồi không? Đồ má wheel chạy nha. Ồ em rước con hả?
em chạy không nè, lên vòng vòng cái nữa rồi bên đây để thêm cái nữa không đó, lối đi cửa mở đây, xong rồi bỏ ngựa xe đạp gì đó để ngắt trời ông địa trong kia luôn, chỗ này kính nè đúng không, kính nè, xong rồi để dọc đây, bên nhìn kính bên nhìn view, nó xe đạp để đây không có nhìn vô đây, chỗ này là chỗ bí mật không có nhìn. Tầng này á là tầng tạ tạ tròn, tạ tròn những cái gì liên quan tới tạ tròn nó sẽ nằm ở tầng này, tất cả đều là máy lạnh chuồn 100% hết nha em. Thì tạ tròn á là nó nhét vô mấy cái này này này, rồi tập tay tập chân tập cẳng tập ngực gì đó, tất cả mọi vấn đề là tạ tròn. À sau này là dàn SWAT với dàn Smith của Mỹ Đế đây nữa nè, thì nó phân theo khu hết đó mấy em, nó phân theo khu hết. Đầu tiên là Sarastrai, Sarastrai sau đó xong rồi tới tới cardio đúng không. Thì ở một cái không gian 10 mét á thì tụi em sẽ bố trí được á từ 3 tới 4 hàng máy, nó sẽ đẹp hơn không gian 8 mét bên vùng 12 á, bố trí được có 2 hàng lối đi giữa rộng quá. Còn không gian 10 mét tụi em bố trí được 3 hàng thì nó hài hòa hơn, lên wheel đồ này nọ đẹp hơn. Và hệ máy ở bên đây nói chung nó cũng nó nhiều hơn một chút xíu so với bên vùng 12, tại nó có thêm hệ máy của dòng BA á. Rồi xong rồi cái chỗ này để không để mất trang trí. Cái kia là cửa mở, sẽ có lối đi, ở giữa là sẽ là cái hàng đứng beo, có thể lệch một bên, nó lấy cái đó là cái hàng đứng beo nè mấy anh. Hàng đứng beo đây là hầm đứng beo chính, để nó ngăn bớt cái phòng ra để nhìn cho nó bớt mênh mông. Đó rồi xong rồi còn nếu mà dư nữa thì mới bỏ đây, bên đây hàng với bên đây hàng. Không dư thì thôi. Đó. Rồi xong rồi sẽ có một cái máy giống máy này đặt ngay đây nè. Máy nhỏ đặt ngay đây. Chỗ này anh sẽ ngăn đâu đây nè. Ngăn ở đâu đây hoặc ngăn đâu đây. Một cái không phải là cái phòng mà là một cái tấm vách lùng lùng cái vậy thôi. Để là cái gì? PT only, tức là chỗ này chỉ có cho khách nào tập với PT thì vô tập thôi. Khu đó cho là PT only, nó vô tập với những cái máy son, những cục tạ nhỏ, những cái ghế, tấm thảm gì đó nó tập ở đây, nó không, bọn kia nó không có vô dê. PT thì nó có quyền tập nguyên phòng luôn rồi đó. Nó tập ở đây cũng được, chán ngày kia tập cũng tập đâu có tập. Đó. Nhưng mà tại vì nghĩ nên làm thêm một cái đó nữa thì PT nó sẽ có nó không gian nó private hơn, nó riêng tư hơn. Ngăn một quách trùng lùng vậy thôi. Xong rồi cái cửa ở giữa cái đây nó có cái cửa cũng lùng lùng luôn, giống sân bay vậy đó, có cái cửa, mở cửa ra. Trên đó mình đề chữ là PT only hoặc là khu vực dành riêng cho khách PT. Đó mình đề cái đó mình làm một cái đề can đó. Cái đề can dán lên kiến. Vậy thôi. Chạy bộ rồi xe đạp rồi trượt tuyết rồi mấy cái thảm yoga nhỏ nhỏ rồi mấy cục tạ nhỏ nhỏ thôi. Hay thì mua súp đi ba, giàu nghèo mẹ gì, lái xe là đương nhiên rồi, có chùa hoài 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.